sau bao gian khổ cuối cùng cũng đến được cái cổng của cái bảo tàng Mocha đó. Bảo tàng này là bảo tàng tư nhân á mọi người. Giới thiệu mọi người sơ qua nha, đây là cái bảo tàng nghệ thuật đương đại, một trong hai cái bảo tàng lớn nhất thành phố ở lớn nhất cả nước của Thái Lan luôn. Và một trong hai cái bảo tàng lớn nhất Thái Lan. Chính xác, và cái bảo tàng này là thuộc sở hữu tư nhân nha. Cái người sở hữu đó hình như ổng tên là Bon Trai á. Bon Trai nghe giống đẹp trai quá ha. Đó, nhớ nha, Mocha. Rồi, bây giờ vô coi nó có gì đặc biệt nè. Đây mới thật sự là cổng vào nè. Nãy là cái chữ trên tòa nhà. Đủ thấy là cái bảo tàng này nó cũng khá lớn á. Đó, nhìn từ ngoài vô là thấy để các tác phẩm điêu khắc, đền thờ này nọ của người ta rồi ha. Rồi, có vé đâu ta? Đây cọc vào đây. Đi Thái mà không có đi cái bảo tàng này đúng là lãng phí. Rồi em mua vé đi, để cô Nhi mua vé. Còn thầy Long thì đứng đây tham quan xung quanh. Đây cái bảng giá vé nè mọi người. Đó. Nói chung là người lớn á. Đây giá người lớn bao nhiêu tiền, học sinh bao nhiêu tiền, trời lên giá rồi, bao nhiêu tiền lên giá rồi đó. Vậy hả? 180.000 là giá cũ. 180 bạc đúng không, giá cũ. Còn này lên 250, tức là lên khoảng 70 bạc. Mình thì thôi sao đâu, cũng đáng tiền mà. Sinh viên người lớn thì 250, sinh viên thì sinh viên thì giảm còn 100 bạc thôi. Ừ, trẻ em miễn phí dưới mà dưới 3 tuổi miễn phí. Ừ, ok, bây giờ em vô mua đi để ăn, tranh thủ ăn qua quay xung quanh đó. Cổng vô rất là lớn, đúng là một cái bảo tàng tư nhân. Đây ngay đây có một cái tác phẩm thấy nó giống như là một cái bông sen khổng lồ, xung quanh nó có những cái khối cầu tạo hình thành mấy cái nụ á, đẹp quá ha. Thế là lạ, đặt trên một cái mặt hồ, trời ơi dẻo đỉ, để có một con rùa. Con rùa này có ý đồ gì trong tác phẩm nghệ thuật không, nhưng mà mình thấy nó cũng mắc cười á. Xa xa kia là một cái tượng này, giống tượng Phật quá. Tượng Phật gì của đạo Phật giáo bên Thái thì mình không rành. Mọi người ơi, nè, điều đây người ta có một số cái nội quy ha. Thứ nhất là không có được chạm vào chân, không có được chạy, không có cho phép mang thú nuôi vô, mang dù vô cũng không có được phép luôn. Không có được sử dụng flash của camera hay là của điện thoại. Không có được mang mấy cái đồ mà cộng cần, ví dụ như túi du lịch hay là này nọ, ba lô. Không mang đồ thức uống, không mang vũ khí, không mang mấy cái vật ví dụ như mực nè, sơn nè, sơn xịt nè, marker không cho. Ta sợ phá. Ai mặc váy ngắn hả, mặc đồ thời trang quá cũng không được luôn, là phải thay đồ. Túi chỉ được nhỏ bằng A4 thôi, to hơn là phải gửi bên kia. Ok, cái túi mình được túi này được mà, túi này nhỏ mà. Ok, ừ đi.
vướng nè ta. Đây là vé mình mua được là mỗi vé là 250 bạc nha. Hai vé. Hai vé là 500 bạc. Cái này là cái gì em cũng biết. À, cái giới thiệu về cái mua cam. Đây 250 bạc dành cho người lớn. Đẹp quá ha. Đây đây đây, cái này là cái giấy giới thiệu này. Thiệu hả? À ok, cái này thì để lát nữa vô đó nghiên cứu, bây giờ mình cứ phải đi vô đó. Hello, hello. À đây là à màu không được mang vô. À màu. Ờ bác tin cũng vậy, khó tìm quá. Cứ gói lên giùm anh nha. No. Okay. Quên mất nãy. Cái này là mình phải đi mua phiếu. Thì cứ ra đó hỏi người ta có cái chỗ để cất cái này làm như thế nào. Nãy quên mất. Kìa, locker room kìa. Nè. Là cái phòng để cất đồ đó. Đây. Không chịu khóa. Mình cứ mua bên kia. Vậy hả? Ừ. Đúng là quá gà. Ít rồi nhưng mà sao ta? Rồi, để mới được vô nè. Đây này. Ok, thank you. Ê, tác phẩm gì đây? Hết hồn. Có hai con khỉ. Ok. Museum. Chắc là một cái linh vật gì đó của Thái. Nhớ ừ, anh nhớ. Em nghĩ cho. Đây là nơi để người ta có thể ngồi để uống nước, nghỉ ngơi. Này chắc là một tác phẩm nghệ thuật á, chứ không phải là cái chỗ để nghỉ ngơi đâu. Đúng không? Đúng rồi, người ta đào lại này, tức là mình chỉ đứng đây nhìn thôi. Một cái hình tượng mà rất là đơn giản thôi. Mình nghĩ là không thể nào mà có được những tác phẩm thế này mà ai về người ta cũng có thể làm được, nghĩ ra được. Hay ha. Ừ. Yeah. Reflection. Hiệu ứng gì đây? Reflection là phản chiếu. Có đi coi mấy cái tác phẩm kia đi. Mát quá. Mình đầu tiên mình vô mình thấy mát là to. Ồ. Còn như nói mới để ý trên tường nó có trang chân dung. Trăng à. Trang hội lớn không á mọi người. Tên của các nhân vật này là gì thì mình không biết. Mình thấy vẻ đẹp á, kỹ thuật thể hiện là thấy đẹp á. Đẹp ghê á, vẽ tranh đẹp ghê đó. Nhiều cách thể hiện. Không chỉ là tả thật không mà người ta còn vẽ biểu hiện lên nữa. Hay quá. Công nhận ha. Không tiếp à. Mới vô là thấy ấn tượng rồi đó. Đây là phòng buôn bán đồ lưu niệm đúng không? Hello mẹ. Em muốn xem cái bức tranh này. Tranh in này. Đây là bức tranh. Mèo. Tranh khắc gỗ. À. Cú. Bút khắc. Tranh khắc gỗ. À, mèo và cú. Ừ, dễ thương quá. Linh vật của cô Nhi á. Dạ. Đây là đi vô nhà vệ sinh. Thôi mình đếm này. À. Tác phẩm này hơi lạ lắm ha.
ngay cả những cái video ạ. Để ở cái vị trí mà gần toilet, nó cũng có tên là The Toilet này. Đó. Kéo dài gần 9 phút. Ý niệm của nó thì chắc là mình phải đọc cái diễn giải mình mới hiểu. Đi, mình đi lên đằng kia đi. Bức tượng lớn. Những cái mặt nạ Ramayana ở khu vực Đông Nam Á, các cái mặt nạ của châu Á luôn. Trời ơi. Cái mặt nạ này chắc dùng mục đích trang trí. Cái mặt nạ này chắc dùng mục đích trang trí hoặc là làm mấy cái nghi lễ của dân tộc gì đó. Thấy xuất hiện nhiều trên mấy cái thấy cổ hoặc là chùa. Thấy mặt nạ có đủ loại luôn, mặt nạ trâu, mặt nạ bò. Đâu? Việt Nam đâu? Lào và Việt Nam đi. Lào đấy hả? Dạ. Lào Việt Nam đấy hả? Dạ, Lào và Việt Nam. Đẹp quá ha. Mình thấy giống Lào hơn á. Nạ con này chắc là con quỷ gì đó mà mình không biết. Quỷ dạ sao hả? Cái màu xanh kìa. Hoặc cũng có thể là một cái vị La Hán nào đấy. Mặt nạ con khỉ à. Con này là con gì ta? Con dê à. Con voi, con trâu, con gấu. Trời ơi tùm lum con hết trơn. Kia không vậy? Đóng luôn mọi người ơi. Trời ơi. Có cái mặt nạ này hay thấy trong mấy cái truyện manga lắm nè. Đó, mặt nạ này là cái con Tengu á. Cái mũi dài đúng không? Mặt nạ bên kia là mặt nạ cái con quỷ mà xuất hiện trong Naruto, cái con mà quỷ dạ xa mà chuyên đi hồi sinh người sống. Chưa đâu, trời ơi, có con quỷ một mắt nữa nè. Tốt thiệt kìa. Công nhận mặt nạ của Nhật con thấy nó đầu tư quá ha. Đây người ta trưng bày rất là nhiều mặt nạ của nhiều nước khác nhau. Mặt nạ này của nước nào nhỉ? Thấy nó đơn giản hơn so với mấy cái mặt nạ của các cái dân tộc khác. Đây là cái dưới có ghi gì? Dạ. Nạ của Himalaya, nạ của Sikkim. Nepal nè. Mặt nạ Nepal đơn giản nhỉ. Nó thẳng quá ha. Sao mà đeo cái mặt được ta? Chắc là kiểu gắn lên tường. Em thấy có lỗ nè. Chắc vậy. Đẹp quá à. Bên đây còn cái mặt nạ khác nữa. Trời ơi. Nạ vàng. Mặt nạ rắn. Trang phục. Trời ơi mọi người ơi, đây lên. Đây là búp bê hoàng gia. Búp bê hoàng gia. Hèn chi thấy nó mặc đồ cho mặc đồ cầu kỳ rồi tinh xảo ghê. Chắc là một vị thần nào đó mà mình không biết tên. Vị thần này có cái chiếc
do không phải là tầm thường đâu nha. Mình thấy bên Thái á, những cái người nào mà có giữ vai trò quan trọng, chức lớn á, là thần thánh á, người ta thì đem cái như này. Đây là cũng là bên Thái luôn. Nó có những cái tên gọi riêng á, mà tiếng Thái thì mình cũng không có rành lắm. Tại nó cũng dịch ra bằng phiên âm mình cũng chưa hiểu. Thì tại vì mình đâu có chưa có tìm hiểu về cái mặt nạ nó có một cái sắc thái khác nhau, màu sắc cũng như chi tiết khác nhau luôn. Hay bây giờ mình sẽ ra xem tranh nhé. Nè, tác phẩm này thấy hay nè, thấy cái đèn ba đêm này. Con rối Hitler. Trắng và đen tượng trưng cho thiện và ác. Chắc là mình nghĩ vậy á. Có một cái thế lực nào đó giật dây phía sau điều khiển là Hitler. Ôi, nghe có vẻ thuyết âm mưu quá. Thấy nghệ thuật bên Thái Lan đa dạng lắm luôn. Này không chỉ là trăng. Người ta làm rất là nhiều cách để tạo ra một cái tác phẩm có phong cách rất là đặc biệt, chứ không phải là đơn giản là tranh vẽ màu sơn dầu hay là tuyết. Con rối nhiều vậy. Đây là vị sư Gandhi. Gandhi. À. Tượng này là người ta làm những cái làm lại mô phỏng lại những cái nhân vật lớn, nhân đó. danh nhân trăng to lắm nha mọi người, cô Nhi đứng gần để xem cái kích thước của nó thôi. Đó, mọi người thấy sao đó, cô Nhi bé xíu à, không có đủ lớn so với trăng luôn á. Hình có một con voi, trên những con voi đó người ta vẽ rất là nhiều chi tiết trên đó. Thấy người ta vẽ thêm mấy cái 12 con giáp đó. Hay quá. Sao nhìn giống mấy ông bút bi vậy? Alex on canvas. Rồi người ta tả kỹ luôn á, anh Trung Thần lại đây nè. Người ta tả kỹ lắm luôn á. Ghê thật. Thì tả thì mục đích cũng bình thường thôi, nhưng mà cái chính là muốn truyền tải cái điều gì. Chứ không phải là cứ tả là nó sẽ đẹp. Tại vì một bức tranh hay á, nó không chỉ có mỗi dựa vào cái việc là tả cho nó thật, mà một bức tranh hay là bài tập hợp rất là nhiều tầng ý nghĩa trong đó. Đẹp quá ha. Này giống bức tượng mình hay vẽ nè. Cái góc này giống cái tượng của Phúc Trần Lai Giuliano quá. Đúng rồi Giuliano. Nhưng mà lại mang hình dáng của Phật. Nhìn Phật, mặt Phật hiện từ quá ha. Hầu hết các tác phẩm ở đây là đều mang màu sắc Phật giáo. Quá trời xuất sắc. Mình thì không có nghiên cứu về Phật giáo, lịch sử Phật giáo hay là cái nguồn gốc Phật giáo. Cho nên là nhiều khi có những cái bức tranh người ta mô tả là những câu chuyện trong đạo Phật mình không có hiểu. Em không biết là các căn phòng khác nó như thế nào, nhưng mà em để ý là trong căn phòng này á, hầu hết luôn, hình như là tất cả luôn là những bức tranh nói về tôn giáo. Thần voi. Có sự tích về thần voi à, em không? Em đọc không biết là phải thần voi này không, nhưng mà thần voi này là con của thằng Huyết Nhung, thằng Siva. Mình nói thiệt với mọi người, những bức tranh đây kích thước rất là lớn. Mình không thể nào mà mình đứng gần mình ấy được. Xem tranh mà những cái khổ tranh lớn như này chỉ có cách đứng xa thôi.
mới bao quát được toàn cảnh là bức tranh. Bên Nhi đứng thế này là coi như là lọt thỏm trong nó luôn rồi. Đứng xa là cô Nhi giống như là một nhân vật trong tranh luôn á. Là lọt thỏm ở trong đó luôn. Khủng lo thật. Trời đất ơi. Đây có mấy bức phong cảnh nè. Phong cảnh này thì thấy cũng ok, có điều thì không ấn tượng lắm. Mình qua kia xem thử đi em. Trong chùa tượng thì mình lại càng cần phải đọc những cái dòng diễn giải của họa sĩ mới có thể hiểu được. Nhưng mà ở đây không có nha. Ừ. Đây thì không có. Chỉ ghi tên thôi. Ừ. Em chỉ bước nào? Đâu? Ôi giời ơi. Trong đó người ta vẽ một tối mà nhìn rất là trong luôn á, mọi người phải tới tận mắt xem mới thấy được cái độ trong của cái màu tối cái trong này. Wow, nể. Tên bức tranh là 5:45 sáng. Ờ. Sáng sớm người ta đã dậy để thức dậy để làm việc. Học chợ á. Ừ. Này là kiểu những cái người mà sống trên thuyền. Những cái gia đình mà Thái sống lân đênh trên thuyền. Xa xa cái là mình thấy cái cảnh giống như là kinh thần. Giống như là trăng này đang tả lại một cái cuộc sống của những cái người Thái cổ. Đúng không? Tại vì đâu thấy cái gì nó liên quan đến cái việc mà hiện đại hóa trong này đâu. Thuyền thì cũng là dạng thuyền mà thuyền cổ. Mấy cái nhân vật bên trong cái con thuyền nó sống nó cũng thấy toàn là tủ với lại lu không mà đâu có thấy bàn quạt hay là này nọ gì tivi gì đâu. Em cái style vẽ này nhìn giống manga quá ha. Ông nào đó bên Nhật vậy cái đó. Nhưng mà đẹp ghê. Đấy lần tư có một cái rồi những khu vực này là mình xem lướt qua thôi chứ mà kiểu cho mọi người biết những bức tranh này nó kích thước lớn như thế nào chứ không có thể nào mà đi ngắm từng tranh mà xem soi từng kỹ từng bức được. Nó quá lớn, nó quá nhiều thứ để soi. Cái này chắc là vẽ tượng Phật. Thần khỉ, cái này chắc là thần khỉ rồi. Nhìn chúng tôi cũng không ghê. Đây người ta tả thật đẹp quá. Chắc là chân dung của các cái vị hoàng hậu. Đấy, nói thôi chứ phải đi xem lướt lướt thôi mọi người ơi. Chứ mà xem kỹ từng bức thì quá nhiều thứ để xem. Tại vì trăng đấy nó lớn lắm. Kích thước nó khổng lồ đến mức là khi mà mình đứng xa mình thấy vậy rồi đúng không? Mình đứng gần nó còn có nhiều thứ để xem nữa. Cho nên là nếu mà quay kỹ quá thì kiểu không có đủ cái dung lượng với lại cái pin cho mọi người coi á. Sao cảnh này giống thời
trung cổ ở Ả Rập quá người ta. Em thấy cái trâm cài đầu của cái bà này giống công chúa Jasmine trong phim Aladdin không? Giống. Giống thiệt đó chứ. Đây hình như là các cái cuộc chiến trong thần thoại của Hindu giáo. Tại vì cái nhân vật ông thần này, da xanh xanh này nè, là mình từng thấy trong phim Triệu Phú Vua Ổ Chuột rồi. Này chắc là cái cuộc chiến gì đó trong cái thần thoại Ấn Độ giáo rồi. Đấy, mọi người thấy không? Nhìn sơ ra cái mảng nhỏ dưới này là mình thấy nó rất là nhiều thứ để xem, để soi luôn rồi nè. Chứ đừng có nói là mình đứng xa, mình nhìn không. Này là không thể nào mà quay kỹ hết được. Cái này vĩ đại quá. Phải mình mà biết một chút về cái lịch sử Phật giáo thì chắc là mình hiểu Trăng nói gì hơn á. Đi qua đây đi coi nhi. Ồ trời ơi. Bên này là những cái con rối bóng nè. Tức là mấy cái con này theo mình nhớ là hồi xưa người ta có cái loại hình nghệ thuật chiếu bóng á. Chiếu cái bóng của cái con rối lên cái ánh sáng rồi cho nó hắt qua cái tấm vải là kể lại những cái câu chuyện dân gian dành cho thiếu nhi á. Bây giờ thì như hiếm rồi. Giờ muốn coi cũng hơi khó. Giờ làm gì còn nữa. Nhiều lắm. Đó, mọi người thấy không? Để nó có dòng chữ nè. Thái Shadow Puppet. Tức là mấy cái con mà bê mà người ta diễn bóng á, trình diễn cái nghệ thuật mà chiếu bóng lên là tấm vải á. Còn lưu giữ được những cái hình ảnh như này, những cái tạo hình nhân vật như này. Đây là của Indo nè. Đây của Indo nè. Indo á nè. Mấy cái con quỷ dạ xoa nọ rồi Indo nó làm nhìn nó cầu kỳ phức tạp. Mọi người ơi nên nhớ đây là bảo tàng tư nhân, tức là cái ông chủ này là ông sưu tập hết đó. Ông đi lùng ra được những cái tác phẩm này để mà cất giữ, sau đó triển lãm cho mọi người xem là cũng cả một cái quá trình kỳ công chứ không phải là có tiền là được đâu, nhiều khi có tiền cũng không mua được. Tức là ông này cũng là một người có danh tiếng trong giới sưu tập tranh. Mấy cái này không phải có tiền là mua được nha, vì nó bị thất lạc, nó bị biến mất thì làm sao mà mình mua được nữa. Muốn mua phải bỏ công sức ra sưu tầm và truy lùng rất là ghê gớm luôn á. Còn đây là tượng con heo đó, giống trong con heo ở trong Mononoke quá ha. Công chúa sói. Trời ơi, thân rùa. Ê, thân rùa này có cái mai rùa, có chân rùa, nhưng mà cái thân trên nó lại là thân người. Nhân vật thần này mình không có biết. Thần ốc nữa, trời ơi. Đúng là nhiều thần thật liêu á. Thần này chắc là chỉ vì biển cả. Thần này là thần mình cá, thấy có cái thân mà thân con cá. Mấy thần này chắc là nằm trong cái thần thoại của Ấn Độ giáo. Ê sao có mỗi nhân vật thần này là da trắng ta, hay là Phật tổ ta? Phật tổ làm gì có bốn tay? Sau chuyến này mình phải đọc lại, tìm hiểu thêm về cái lịch sử cũng như là thần thoại của bên Thái quá. Mình coi mình mới hiểu hết được. Đây, mấy cái con lính mà kiểu đầu người mình chim, rồi đầu khỉ mình người, đầu heo mình người, đầu bò á lộn.
đầu sư tử mình người, đầu dê mình người, đầu bò mình người. Rồi, anh nhìn cái này là anh biết Liên Gia và Johnny rồi. Nhìn là biết liền, sinh thực khí. Nói chung là mấy cái này á, bên đạo của Nhi người ta làm nhiều lắm. Đây á nè, Liên Gia và Johnny. Nguyên dòng cổ hình Liên Gia. Khẩu súng nữa kìa, khẩu súng hình Liên Gia. Đặc biệt. Độc đáo ghê. Ủa, đây là một cái tác phẩm điêu khắc bằng kim loại, nguyên con cá luôn. Con cá này chắc con cá ăn thịt cá hổ rồi. Bị giấu lắm, mắt nó đỏ ngầu. Trời ơi, tôi tóc không, mấy anh hỏi với anh Dương kìa. Tôi tóc không. Ghê quá à, đi qua kia đi. Mọi người thấy gì không? Ở đây có ba người đang quỳ và làm những cái động tác giống như ba cái con vật xuất hiện ở trong cái màn hình tivi. Tác phẩm này mình chưa hiểu ý đồ của tác giả, nhưng mà mình thấy là chắc tác giả đang muốn so sánh bản thân loài người với một cái hành động gì với con chó đó. Cái này không phải nói tục nha. Này là mình hiểu thấy mà tác giả. Tại vì tác giả người ta không có để lại cái tấm diễn giải, cho nên nhiều khi mình coi mình cũng không có hiểu lắm. Nhiều khi người xem cái tưởng tượng nhiều cái khác lắm. Bây giờ mình lên trên con phía trên còn cái. À, ok. Người ta kêu là mình không có được đi thẳng mà mình đi xe đi ở hướng này, đi vòng vô. Kia là nhìn thấy giống với cái xã hội hiện đại thời nay quá. Lúc này cũng vậy, giống quá. Những cái chiếc xe tốc độ cao. Rồi, sự hủy diệt. Em bước này anh từng thấy trên mạng nè. Bước này hài hước lắm luôn á. Này là lễ hội té nước của Thái á. Mà vẽ theo kiểu chibi á, đầu to mình nhỏ. Biếm họa. Ừ, nó mang tính hài hước á. Nhưng mà vẽ với một cái khổ lớn như thế này thì nhìn rất là ấn tượng. Em nói chứ đằng kia có cái thằng cha này cởi truồng. Nó thằng cha nó hay với tay mình thời gian chỉ đó, đang cởi truồng. Ghê quá, không có dám đứng gần luôn. Mất công mà YouTube đánh cho ông phát. Xóa video luôn. Mình thích xem mấy cái tranh mà nó mang cái hơi hướng, hơi cổ điển một chút xíu. Cái này là cái gu của mình thôi chứ không phải là gì hết. Đâu em? À, nó to lắm luôn á em, thiệt luôn á, nó to lắm luôn á. Này chắc 5 mét. Cái này em vẽ chắc là em phải vẽ đâu cả mấy tháng trời hoặc là cả năm trời mới xong á. Ngang 5 mét, dọc là 2 mét rưỡi. Trăng tả phong cảnh mà toàn là trăng hồ lớn không. Đấy.
này làm nhớ đến cái phong trào mà cái Mocha đúng không? Alphonse Mocha, Mocha. Giống chứ bộ. To đẹp, đi mỏi chân. Đi kiểu này mà đẹp. Nó quá rộng quá lớn, mà trăng to vậy mà không, mà làm sao mà có thể treo ở những cái nơi nhỏ được đúng không? Treo ở nơi nhỏ thì nó đâu có đủ cái khoảng cách để mà theo dõi trăng được. Một căn phòng của họ to lắm. To ghê thật. Ngày 26, 67 mét. Dọc thì chắc mình à. Đi mà kiểu hụt hơi luôn, mặc dù là mình đang đi cái kiểu xem lướt rồi đó. Ừ. Đi mà muốn hụt hơi luôn á. Mọi người đi muốn mỏi chân, đau chân nhiều quá. Để mình lên mấy tầng lầu rồi ta? Này ba tầng thứ ba rồi. Wow. Chỗ này mình có thể ngồi nghỉ nè. Đúng rồi, để ý nha, mấy cái chỗ mà cái bệ này người ta thường tạo hình nó thành mấy cái hoa sen hay là mấy cái cây nấm. Cái ghế ngoài kia mình thấy người ta tạo hình thành cái cây nấm, mắc cười ghê. Chứng tỏ là cái người mà đặt hàng những cái nghệ nhân mà làm những cái ghế ngồi như này cũng là một người hài hước lắm luôn á. Thấy giống Sơn Tưng Thủy Tưng quá. nó hơi siêu thực. Đấy. Thôi chỉ coi lướt thôi mọi người ơi, chứ bây giờ hả mình cũng đuối quá trời ơi, đuối đơ rồi, dung lượng đi quay hết luôn á, khiếp thật cái chứ. Ê, hình như là đang có cái vụ gì giống như kiểu sự trảm kìa. Đúng không? Thì cầm cái đao như thế là sự trảm nó, mấy tay này là mấy tay đao phủ. Cô gái này là ai? Tại sao lại ngồi đây? Nhân vật này là ai? Xa xa có những cái, xa xa có ông cưỡi ngựa, ông kiểu mang cờ hiệu lại giống trong mấy cái phim của Trung Quốc á. Còn mấy người xung quanh thì có cái ông này thấy ổng nó đang phấn khích lắm, chắc là có mối thù gì với bà này rồi. Ông này thì muốn ngăn cản. Nói sao mày này? Câu chuyện này mình không có biết được. Phải băng qua giải ngân hàng. Hơi tối nha, đi. Đây là các cái vì sao, kia là chắc là một cái lỗ đen á. Ngoài vũ trụ mà cũng có tiếng gió giống vậy đó hả ta? Em đọc đâu đó thì người ta cũng nói vậy á, có tiếng gió có nghĩa là như trước có nghĩa. Đây là sao? Đây là cái khoảng không nào trong vũ trụ? Sao dọc kia nó phản lại? Ôi trời! Ba bức điện thoại để nhận rồi, xong. Cuối cùng cũng đã tìm thấy được ba bức khổng lồ. Đây là ba bức tranh mang chủ đề bầu trời, mặt đất và địa ngục. Rất là khổng lồ. To lắm mọi người ơi. Em vô đó ngồi gì để cho mọi người xem thấy cái sự to lớn của nó, kinh khủng như thế nào.
Trời đất ơi, cô Nhi như con kiến thôi. Ghê quá à. Ôi. Trăng như này, bức này người ta phát thảo như thế nào ta, mình không hiểu luôn á. Leo thang lên. Phát thảo xong cái là cái quá trình mà hoàn thiện bức tranh á, mà nha, phải phát thảo ra trước cho một cái khổ tranh to khổng lồ như thế này, rồi khi mà vẽ cũng phải lùi xa ngắm nhìn chứ, rồi ví dụ như vẽ những cái phần mà ở giữa và ở trên cao nó quá lớn như thế này, rồi lúc người ta lùi xa người ta ngắm, người ta lùi cái gì, người ta xuống thang, người ta đi ra xa ta, quá ghê gớm. Đó là đang nói về cái kỹ thuật thể hiện, chưa có nói đến ý tưởng nha. Ý tưởng mà để vẽ được những cái bức tranh khổng lồ như này, để cho nó thành một cái mối liên kết á, nó không phải là đơn giản đâu mọi người ơi. Ở góc này chắc là cái chảo rồi. Đâu? Chảo nè. Chảo đâu em nói làm sao? Ở góc này nè, góc nhỏ nè, cái trái nè, góc dưới. À. Đâu, lại gần coi ra. Ê, hình như ổng á. Cái tên này nói luôn mà. Đâu? Đó, cái giá bẻ đó. Hay thiệt, hình như ổng á. À, hình như ổng thiệt. Mọi người thấy ai quen không? Thực ra Obama đó mọi người. Trên này là Lincoln nè, Abraham Lincoln nè. Trên kia là Đức Phật. Chứng tỏ là Đức Phật nằm trên tất cả các thể chế quốc gia. Dưới này là có Mao Trạch Đông nữa nè. Đây là Hùng Vệ Bưng nè. Thầy Long ơi, diễn giỏi bức tranh nghe hay quá. Cái này giống như kiểu đây là địa đàn nè. Đó. Đây là mặt đất nè. Còn đây là địa ngục. Ở phía trên mặt đất thì Chúa là Chúa và Phật. Đó. Là hai cái niềm tin tôn giáo khác nhau. Ở đây là người ta nói về Phật. Phật là trên cao tất cả mọi thứ trên đời. Đó, cái đến mới là các cái thể chế chính phủ, con người. Đó, xuống đây là người dân. Ở phía dưới này là cái khu vực dành cho những người nổi tiếng, những người tầm ảnh hưởng nè. À. Đây là phần có Marilyn. Ê, có Michael Jackson nữa kìa. Ừ, những người nổi tiếng. Cái Marilyn Monroe hả? Ừ. Ô, em nói mới để ý luôn á. Sau đó là tới những cái người này. À. Rồi mới tới những cái con vật. À, gọi mấy con dưới này gọi là súc vật hay còn gọi là thấp hơn con người. Thì mình hiểu là mình hiểu sơ sơ như vậy thôi. Chứ nếu mà để hiểu kỹ thì chắc là phải đọc cái diễn giải của tác giả. Để mình xem cái bức địa đàng này coi. Địa đàng. Phật không à mọi người ơi. Thế giới địa đàng này. Trên kia chắc là Đức Phật. Trời ơi sao cao quá. Không thấy gì hết. Bên trên nữa kìa. Đó đây nữa nè. Chắc là đây là bức Đức Phật lúc mà chuyển sinh thành con người. Và trên cao nữa là Đức Phật thật sự chỉ tồn tại trong một cái cõi Phật thôi, chứ không có thể xác cụ thể. Ôi, trên Đức Phật là còn có Phật khác nữa kìa, trời ơi. Mình ngửa cổ lên mình mới thấy luôn á. Nơi ở của Đức Phật. Vậy là này là đất tiên sứ. Ờ đúng rồi, thiên sứ. Này là các loại tiên mà gần gũi với con người hơn. À, là tay sai của Phật á. Tay sai. Nói chung là đồ đệ của Phật. Đồ đệ của Phật. Ừ, đồ đệ của Phật. Hồng sen, nghe hồng sen. Ở đây người ta sử dụng cái hình tượng bông sen rất nhiều, đặc biệt là trong chùa cũng như là khi mà ta chấp tay á cũng tạo hình bông sen. Rồi, được coi bức phản địa đàng hay còn gọi là địa ngục. Do là thấy hai cái ông này là ông hộ pháp quỷ sứ rồi căn giữ địa ngục.
Đây là ký ức 18 tầng địa ngục, nơi mà con người sẽ phải trả giá cho tội ác mình đã làm. Trên kia là cái cảnh mà linh hồn đang đứng trước Diêm Vương để nghe xử án kìa. Nghe xử tội. Anh sẽ được vô tầng nào tầng nào. Anh à? Anh không biết nữa. Cái anh đó. Anh, em tưởng em đang nói anh. Với anh trong đó. Anh hiền lành thế này sao xuống địa ngục được đúng không? Này giống bể máu, còn cái này giống như là lửa địa ngục, còn cái này giống như cái cảnh là tra tấn. Nóng quá ha. Đúng là địa ngục. Mùa nóng, sự mùa nóng nhiều, mình cảm thấy cái những người xem xung quanh ta là quỷ sứ. Ủa sao lại có xương ở đây nữa ta? Chết rồi, đóng rồi ta. Dù đã chết rồi thì thân xác đâu còn đâu, sao lại còn xương? Hay là những cái người này là những người không bao giờ được đầu thai nữa, tức là phạm cái tội nó quá nặng, nó không thể trả hết nghiệp được, cho nên là không cho đầu thai nữa, biến thành xương hoàn toàn, mãi mãi là chôn vùi dưới đáy địa ngục, không có được chuyển sinh nữa. Thế ra bức tranh mang tính răng đe quá. Thì chân tính răng đe mà. Nè, có mấy cái người mà bị biến thành mấy cái con súc sưng nè, kiểu dịch nè, mình người đầu dịch nè, mình người đầu bò sát nè, mình người đầu cá nè, xong cái kiểu bỏ trốn hay sao á, có mình người đầu chó nữa chứ, trời đất ơi, đó, mình người đầu chó nè, đây đầu con chó nè, đó, đây đầu con chó, bị quỷ sứ kéo về á, nhưng kiểu mày tính trốn hả, không có dễ trốn mà, nó kéo về tao tra tấn tiếp. Nói chung là mình cảm nhận tranh theo cái cách hiểu của mình thôi, chứ không phải là ai nói cho mình cái ý nghĩa của tranh như thế nào, còn muốn biết cụ thể hơn tại sao tác giả lại vẽ như vậy thì chỉ còn cách là đọc cái chú thích tranh của tác giả, hoặc là được nghe chính tác giả kể chuyện. Cái đó là hiểu tường tận bức tranh nhất á. Thì mình lùi ra xa thêm lần nữa nha. Bức tranh thực ra rất là vĩ đại. Em lùi ra xa cái thấy cô Nhi bé nhìn kiến vậy. Bé thiệt á. Đẹp quá. Trần quá đẹp. Quá tỉ mỉ. Ý nghĩa quá hay. Mà lại quá khổng lồ nữa chứ. Cái này thôi đúng là có thể gọi là một trong những kiệt tác của họa sĩ này. Cao nhất của đúng rồi, quá ghê. Mà nói thiệt, để lên được tầng này á, tụi mình đi cũng rất là mỏi chân mấy bạn ơi. Cái này nhiều khi mấy bạn phải tự đi tự trải nghiệm mới biết được cái sự to lớn của bảo tàng này, mà mỏi chân cỡ nào, xem tranh mệt cỡ nào. Lần đầu tiên mình xem tranh mà mình mệt vậy luôn. Sao cô Nhi có cái câu chốt gì không? Em ước gì Việt Nam mình cũng có một cái bảo tàng mà to lớn rộng như thế này, đầy đủ các tranh thể loại của các họa sĩ, chủ nhiều chủ đề luôn, em thích vậy lắm. Mình có Việt Nam mà có là mình sẵn sàng là mình đi liền, mình quay clip cho mấy bạn coi liền. Tại vì mình rất là thích coi những cái tranh vô đây coi to như thế này lắm. Có những bức tranh nó có những cái tượng và những cái bộ sưu tập lạ lạ, mình vô mình coi, mình thấy mắt chữ A, một chữ O, thấy sao mà người ta có thể vẽ được như vậy, làm được như vậy. Và có những cái mà mình cảm thấy phục, người ta có thể lưu giữ được những cái bức tranh cổ, cũng như là những cái đồ vật cổ nữa, hay ghê. Nói chung là điểm 10 cho chất lượng. Không tiếc tiền, đúng rồi, đáng tiền để vào đây. Các bạn là cũng nên vào đây nếu các bạn có dịp đi Thái ha. Nhất là những bạn mà yêu thích về nghệ thuật á. Đúng. Rồi, thôi bây giờ mình với cô Nhi là chắc cũng phải về thôi, chứ bây giờ phê quá rồi. Đúng rồi, tạm biệt các bạn nha. Ok.